Ui là trời. Cái gì nữa vậy? Hồi lúc mới cưới đó bà nói gì sao? Bà Nói hứa gì? gì sao? Hứa gì? Vì là bà nói không có nữa. Bà nói là trái tim em một lần mở cửa đón anh vào được khép lại ngàn năm. Nhưng mà làm mới em quên đóng cửa. Ai vào hộ thằng khách vào cái. Ủa ô thôi chết 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 nhậu say nữa tập gì kỳ đó 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 thấy không đó, nhậu bụi say cái nó mệt đâu kiếm kiếm gối với kia cái đầu cho dễ thở mà còn kiếm không có gặp trên cái đít không đó 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 có lại rồi bắt đầu đi đó 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 say rượu là kiếm cái đầu không khi nào gặp đó. Lấy gối cho em đít không kìa chi tiêu nói hoài cái gì đó rồi 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 mắc kiểm soát rồi thôi bó tay cái đầu trên này nè bà nè trên đó là cái đầu đó đâu đây hả ờ chém vô nè đó đúng rồi đó rồi rồi chém cái đít không vô chém rồi lau những thiệt ơi lại luôn rồi nhận đàn ông họ hay dữ thì trời hay gì đâu nói thử nghe ơi thì không phải là nhà biết nha ừ nhưng mà chỉ cần có một củ khoai nè ừ với hai quả trứng ừ với một ít sữa ừ là đủ làm cho chị em phụ nữ là nó tới 9 tháng 10 ngày luôn ý bà nói thôi ồ và ngay sau đây á dân làng của chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin á mời tiếp đồng vô Cà Mau á ngày nữa đem lọt như cái kẹp xịt ra thì tùm lum á gió soi dịu còn những gió lốc xây nhẹ nhàng tình thương mến thương đồng với á gió lốc xây làm bò cho tôi làm thịt lăn mồi nhậu bò mẹ những cảnh mới đã trọi lộn xộn cho tùm lum á chuyển động cấp hai cấp ba có lúc dần lên cấp đại học á ở đông tâm á có người ăn sò thuộc chế má không còn mạnh lắm và thiệt nguy hiểm nó có thể xảy ra có mọi lúc mọi nơi thì em phụ nữ cho đi ra đường kẹo gió lốc xoay cái tuột tẹt quần sịp á thì cẩn thận kẹo gió lòng vào để luôn cả 2 mét á mưa vào giờ giông gậy gắt á kẹo trong thằng lạc á là ngửa gậy chạy luôn á từ chúng tôi tới đây xin tạm dừng nè dám qua lời tôi ha sao bà nói với tôi là bà đi công ty bà làm ủa mà tôi đi công ty làm mà mấy đứa bạn bà nó nói rồi bà không vô công ty nào chứ rồi nó còn nói với tôi là tối là thấy mấy nào đó lại chở bà đi rồi bà đi đâu trời ơi tôi đi làm công ty chứ đâu tôi làm nghề xây dựng đó xây dựng gì bà đem bà nội tôi làm bên thi công cụm cừ làm bên xây dựng là bên thi công giọng cừ á ừ. Rồi giọng cừ gì bà đem rồi bà yếu đuối gì sao bà giọng ủa thì tôi đâu có giọng đâu rồi sao tôi dính đầu cừ chứ thằng kia nó giọng tôi chơi giọng nè giọng